Ông quý cho. Ông chúng mình gặp các bản to cái tình trạng này tệ thì giảm nạc cả. Nên phát đoàn bình cao chuyên từ đồng nàng xa bởi nhá. Nên bây miền ổng cả bản to cả tăng xâm nụ đánh đáo chứa phùa đảm năng rạp vào này rung đi. Môn phê lý chụp xâm rã lúc bàn chúng mình ổng chúng mình ra thà cái lạnh cắt hết cứ nơi tua sáng ta tua sáng thật nơi nông khum nà khum nà đại bà ô cun cứ tua sáng nâu khum khma sọc bạc an khai phù sát chụp hết ca này đã ta đã ta mà vậy để lục hơi những ta hết ca nắng bàn cát lăng nơi nơi khnông a kia tê rư có nơi tí vil ọcun cứ nơi khnông prai hay hết cả những cát lăng nữa pel na đại smile na đại miền miền này tham pel ngay rồi cái pel dục ok ông pra hai chỉ mong bay ra xíu cho chồng ngay vì cả lại đại lục thật nơi hay nâng cả lãnh cán hẹt nâng miên từ ngày và hai là phẩm màn vì khí đại ọc quân bảo hai chùm ngay bảo hai chìa hà sập mẹt nó bên nó lúc ban mưa khơi cho bát này hà sập mạn hay lúc khơi nhà vậy đấy bên này khi nhom mình mưa bùn ba tê rồi ấy bên lúc kia cầm bùng tại vai chào lại khi nhom ra nó có lấy khơi cứ khi nhom đá chanh xong lúc chui rìa bộ rộp ẩm phí bật tự ca nâng tích ta lúc bán khơi nhờ vậy khắc nông nông khả nạ để lúc bán khơi nâng là dạ bê khá lấy ta lúc khơi nhờ ấy khá sạc cầm một hiệp nông miên ở vậy khá ở quân phê lúc nhầm mình đang chạm mát tê bì bộ ấy phê lúc vì bây phong ấy phong hay chẳng ai có chẳng ai đài chẳng khi mơ bụng bàn chế bà thì mình đang chìm biến sẽ khá đè chế lộp cũng không thể vì bà hà mà nụ nhóm chọn lúc bà chạy thay lúc tham vì bà hà nâng vì dạng mất vậy khá là lúc bán khơi nơi bên nông ạ ọc quân bên lúc nhầm khơi vì anh nâng bẩn nung tại mình đăng chia bẩn nung nâng đàm chơ rưu mươi cua là say khi nhầm bạn đăng cho krom krom nẹ bập rết nâng chia nè nạt đấy ọc quân khi nhóm mình bàn đăng chí thả chí krom nhận nà còn là khi nhóm đăng thả chí chí lộp rồi bọc không ai có hòm nó bên nâng lúc khơi chí lộp nâng mình khí nha bảo mạng nè ọc quân khi nhóm bàn khơi vì chung ngay khi nhóm mình thơ ca sản nạp than thả phần màn nè bàn lời
Chốt cầu pi sạc một phim này, lúc ban lưới sâu sầm lên ấy thế, trên pi cả lạnh cắt hai nắng. Ở quần pel nu nhầm qua mặt bàn cho mưa dù đại nhầm mặt bàn lưới sầm lên sầm lại ấy thế, rồi nhầm đại tranh mặt ta hơi. Cho trong quần pel nu lúc hơi miền. Chúng luôn tổng án nẹ đáy. Ở con bê lúc nhưng mình bạn đang chỉ chúng luôn nẹ tê vừa rồi nhưng bạn hiện tàu có bài năng phòng nhưng mình bạn đang chỉ bà lúc bắt đăng chúng luôn chạy lẽ bằng tay lúc ai tổng án bàn tới thà và hai phần màn mùi crom nâng phần màn pi bay nẹ rưu gặp buồn nẹ tạm tại lúc hơn chạy xài như phê nông ọc quân phê lúc phê lạc nhóm khơi bảo hai chìa chạp bì pram nẹ làng thơ lúc ban bị chẹp kháng đá âm thang chôn Muslim một cầm ta lúc mấy ban sầm coi ta phụ coi đang chỉ chôn Muslim ao quân nhầm khơi sầm liệu bầm pẹ rồi bỏ coi đài nâu cắt lạnh luôn xong lúc với trẻ cả lái nữa chứ bạn thấy cứ nhóm xua ở chấm pua hạt ca để lục khơi chứ về lục mới khơi nhưng coi khơi dùm liệm vẽ được quạt liệm vẽ rư có dạng nè ao cồn về nu khi nhóm bạn khơi quạt liệm vẽ tê bị pro ấy về nu kê do cặp vạch quạt đã nấu rìa bài bình năng chân khơi cả tập so khơi cả ma khơi cả sai như ấy bọn chị nhóm tha chia Muslim được lấy hạt ca mối tiết cứ vẽ bòn bằng hạt ca đại lục bàn khơi xạ sọp rồi chỉ chun một cua xa đại lục bàn vẽ vì thằng đam thật vào hai chỉ một vì cái lỗ mạn lấy của mùi ta lục khơi xạ sọp của màn nè okun pelu xạ sọp cua xa nu bà hai chìa buôn pram nẹ đài hay nhóm có mình đang chìa bà trong chấm nội mùi thà bần màn nẹ lưu năng đột tiết nhóm mình bàn đằng tay nhóm còn ta lưu cổ mà đôi khía pram nhóm thà chìa chùn chiết nộp tẹc bài bằng ai nhưng hai cái dô mà xâm lạp xong lúc chú ý rịp rộp ẩm vì hạt ca đã lúc khơi nhờ bên nông hạt ca đã lúc khơi xạ sọp nâng ta xạ sọp nâng dạng mách bàn lúc khơi kê đạn kê mình miên rịp chòm cọp sửa búa rư dạng mách có bàn lúc tới xong qua lúc khơi nhờ chỉ xạ sọp nơi chuyên chiến Muslim bà mà đó cũng vì bước xa mai nâng ca xâm lạp mần nụ đà rộp biếp rộp bọp nâng chọt hạ bọt cứ kì ọt cọp tê cứ kì vay cần đàl viên xa rư mùi cần đàl prê đã chào thọ mặt đà chứ xa xóp đầy lúc hơi nhưng khơi nơi gặp lại nè.
អរគុណខ្ញុំឃើញនៅក្បែរទួលស្លែងនឹងដែរពីព្រោះអីទួលស្លែងនឹងហើយជាកន្លែងដែលគេយកមនុស្សទៅវាយប្រហារ ចុះ ចំពោះ ទី តាំង វិញ លោក ឃើញ នៅ វាល ស្រែ ក្នុង ព្រៃ ឬ ក៏ ក្នុង អាគារ ណា មួយ ទី តាំង ទួល ស្លែង នឹង មាន ស្រែ ក្បែរ នឹង ដែរ តែ ដែល សាក សព ដែល គេ យក ទៅ វាយ ប្រហារ គ្រួ សារ នឹង គេ យក ទៅ វាយ នៅ វាល ស្រែ ខ្ញុំ សូម ឆ្លង ចូល មក ប្រធានបទ មួយ ទៀត គឺ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ហេតុការ ដែល លោក បាន ដឹង លឺ នឹង ដែរ តើ នៅ ក្នុង អំឡុង របប កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ នឹង លោក ដឹង ថា មាន អ្វី កើត ឡើង ចំពោះ មេ ដឹកនាំ សាសនា អ៊ីស្លាម ក៏ ដូច ជា អ្នក ដែល មាន ចេះ ចំណេះ ដឹង ខ្ពង់ ខ្ពស់ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម អរគុណអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺរបបខ្មែរក្រហមគឺគេយកទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងយកទៅសម្លាប់កន្លែងណាឬមួយយកទៅដាក់ទោសទណ្ឌណាគឺខ្ញុំមិនបានដឹងតែបើសិនជាគេសើបដឹងថាអ្នកណាហើយចេះដឹងខាងផ្នែក កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែគេយកទៅសម្លាប់បាទខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងតើលោកមានអាចមានដឹងបុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយដែលគាត់ជាអ្នកចេះដឹងខាងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយលោកបានដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ បាទអរគុណដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងគ្រួសារបាញ់មិញខ្ញុំសូមនិយាយត្រឡប់ក្រោយបន្តិចគ្រួសារហ្នឹងដែលគេយកទៅគាត់ទៅសម្លាប់នឹងគ្រួសារហ្នឹងដែលនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងពីព្រោះអីគ្រួសារមួយដែលចេះដឹងពីរឿងវប្បធម៌របស់សាសនាអ៊ីស្លាមទើបពេលនោះហើយបានគេយកគាត់ទៅសម្លាប់ បាទមីក្រូហ្វូននៅក្នុងឯកសារតដែលគឺឯកសារលេខ E319 ត្រង់សំណួរចាប់ពីសំណួរទី 36 រហូតដល់សំណួរទី 39 កាលនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតសួរលោកថាចុះចំពោះក្រុមអ្នកជឿសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើមានអ៊ីម៉ាប់ដែរឬទេ លោកឆ្លើយថាពេលនោះខ្មែរក្រហមបានលុបបំបាត់ចោលហើយបើអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងខាងអ៊ីម៉ាប់នឹងទួនគឺនឹងត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់អ៊ីម៉ាប់មានន័យថាជាអ្នកចេះដឹងនិងដឹកនាំចំណែកទួនគឺជាគ្រូបង្រៀនខាងសាសនាសំណួរទី 37តើលោកធ្លាប់ឃើញខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនអ៊ីម៉ាប់ឬក៏ទួនដែរឬទេចម្លើយ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមកាត់ដោយសារក្នុងឯកសារនេះសរសេរថាអ៊ីម៉ាំមិនមែនអ៊ីម៉ាប់ទេដូច្នេះមានការផ្អន់ច្រឡំសូមអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណខ្ញុំអត់ដឹងថាភាសាត្រឹមត្រូវនឹងអានថាមកចាំលោកកែតម្រូវខ្ញុំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូម អានថាអ៊ីម៉ាំតាមលោកមេធាវីអញ្ចឹងពួកអានខ្មែរឃើញអ៊ីម៉ាំលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំពុំឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកចេះដឹងខាងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺស្លាប់អស់ហើយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសំណួរសួរទៀតថាបន្តទៀតតើសាច់ញាតិរបស់លោកស្លាប់នៅឯណា
ខ្ញុំដឹងរឿងនេះក្រោយរបបខ្មែរក្រហមគឺគេយកទៅសម្លាប់នៅដំរីសសំនួរតើដំរីសស្ថិតនៅឯណាដំរីសនៅស្រុកបណ្ឌៀងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកថាត្រង់ដែលលោកថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកចេះដឹងខាងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺស្លាប់អស់ហើយហ្នឹងបានន័យថាពួកគាត់ជាតួនឬក៏អ៊ីម៉ាំហ្នឹងមែនទេបាទអរគុណខាងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអ៊ីម៉ាំគឺអ្នកដឹកនាំពំពៀសាសនាពេលថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ឈរពីមុខគេពេលថាតួនជាគ្រូបង្រៀនពេលនោះពួកគាត់បានគេជម្លៀសចេញដែលដឹងដំណឹងចុងក្រោយនៅដំរីសអញ្ចឹងគេយកគាត់សម្លាប់អស់ហើយខ្ញុំមិនបានឃើញច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពេលវេលាចុងក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុននោះលោករៀបរាប់ជូនអង្គសមនាការដែរថាលោកមានបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងនោះ17នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាតួននិងអ៊ីម៉ាំនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោម17នាក់ដែរឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតបាទបាទអរគុណបាទសាច់ញាតិដែលខ្ញុំថាបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិ17នាក់គឺជាប់នៅក្នុងអ្នកដឹកនាំគឺជាអ៊ីម៉ាំតួនទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងខ្ញុំសូមបន្តនៅវិធានបទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតតាហ៊ានលន់នល់តើលោកបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះតាហ៊ានលន់នល់ដែរឬទេក្នុងសម័យក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានឆ្លងកាត់នោះអរគុណពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកហើយក៏ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអ្វីដែលថាលន់នល់គ្រាន់តែថាចាំមិនយកទៅជាការពិតបានទេបាទតើលោកបានជួបហេតុការណ៍ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានលន់នល់ដែរទេលោកធ្លាប់ឃើញឬក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងខាងទាហានលន់នល់ទេបាទអរគុណខ្ញុំដូចមិនដឹងក្នុងឯកសារដដែលគឺ319លើ13.3និងចុច41ត្រង់សំណួរទី40អ្នកស៊ើបអង្កេតបានសួរលោកថាចុះចំពោះរដ្ឋការមន្ត្រីរដ្ឋការលន់នល់អតីតធានលន់នល់ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរលាប់លន់នល់តើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំបានឃើញសាកសពប្រហែល30ទៅ40នាក់លោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតថាដូច្នេះតើលោកបានឃើញមែនឬក៏ចម្លើយដែលលោកឆ្លើយកាលនោះយ៉ាងម៉េចបានបាទពេលនោះខ្ញុំបានឃើញជាឯកសន្តានទាហានប៉ារ៉ាឃើញមួកដែកឃើញអីតែពួកគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់នៅអ្វីដែលថាជាអាវុធឬមួយជាបណ្ដុំខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីព្រោះអីពេលនោះសាកសពស្អុយហើយខ្ញុំគេអង្គការឲ្យខ្វៀលក្របីនៅក្នុងសហករណ៍ត្រាំសេះទួលកោះតកននឹងដដែលខ្ញុំគ្រាន់តែបានឃើញសាកសពស្អុយរលួយហើមអស់ហើយខ្ញុំមិនពុំស្គាល់
Look khơi sạ sắm nâng nơi cụ tuôn có tạc con nâng nơi khung ná phùm ná đấy. Ở cùn cứ nấu khăn ông sẽ hạ co tram sai đọt đài khung khmer sọc bạc can khai phô sát đọt đài và nạc rõn chỉ tuôn mũi cứ tuôn cái hào tuôn có tạc con sạp nhà rộng chiết ông nhập rạp bàn bài chạy hàng phía kỳ bẹp vòn trên diễn nên miền phía tên phây bàm đất tí đi cà bà 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 lìa vòn lúc đó chỉ lửa cho ra hơi chúng ở chuẩn bị xua lục vật thiên tăng nhóm nơi so sầm nô bằng án tiết được có hai bản lục bà bê về liền lực mà cả chạy chú nơi chạy chú nói là một phê pram là tí tỷ nông phía kỳ lập xe hình dịnh nế mà ta to thì này ông nhập đoàn về cả chú tư cổng thạm mình thì bị cả việc đấy thì bốn nít đoàn về cả chú cổng thạm mình thì bị cả việc đấy lục នួនជារមៃមានឱកាសតាំងសំរួលនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបតនីរុងនេះបើសិនបើមានសូមជឿញបាទសូមអរគុណលោកធានសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំរះសូមគោរពភិក្ខុទាំងអស់សូមជម្រាបសួរលោកដើមម្ដងរដ្ឋបតនីខ្ញុំឈ្មោះលីវសវណ្ណាជាក្រុមមេធាវីជាតិការពារលោកនួនជាខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរបញ្ជាក់លោកបន្ថែម ទី1សំណួរខ្ញុំទី1មុននេះគឺលោកបានរៀបរាប់ថាលោកត្រូវបានគេបំបែកពីឪពុកម្ដាយទៅនៅកងកុមារអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាតើកុមារខ្មែរផ្សេងទៀតនោះត្រូវបានគេបំបែកដោយលោកដែរឬទេ បាទ អរគុណ cô ma khmai xây tiền cô trâu bấm bài đài co bàn tay cô ma khmai khi nấu cho mùi khmai tay cô ma khi nhóm chám nấu mà nè ảnh và xung lục và chạm mới nơi mà nè ảnh cái đại lục nơi mà nè ảnh thì cô nấu cho mùi con cho mùi nâng cô ma khmai xây tiền đài bạn học cùng cứ cộ ma khmai kia chùm lia chanh bì mai âu tâu kì nâu chùm muối cộ ma khmai ri ai khá nhóm chùn chiết cha mà nè anh tàu ruo nâu chùm muối cộ ma khmai đài bạc tay con tàu mà nè anh ọt miên cha mà đôi khi nhiệt tiền bà ọ con chân xông lục và chạy mưa mù là hai đài lục miên cha cộ ma cha tàu mà nè anh đài xa khăn ông phùm lúc của miên cửa xa cha ផ្សេងទៀតក្រៅពីគ្រួសារលោកឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងបាទអរគុណពេលនោះរបបខ្មែរក្រហមមិនថាចាស់ឬមួយក្មេងឬមួយកុមារទេគឺដាច់ខាតឲ្យតែជនជាតិចាមត្រូវតែគេបំបែក ពីក្រមគេមិនឲ្យនៅជុំគ្នាទេបាទសំណួរបោះខ្ញុំមិនបាញ់លោកបានបញ្ជាក់ថាកុមារខ្មែរក៏ត្រូវនៅកងកុមារខ្មែរហើយលោកក៏ត្រូវបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយទៅនៅកងកុមារជាមួយនឹងកុមារខ្មែរអញ្ចឹងលោកថាដោយចាមគឺមានតែលោកអញ្ចឹងសំណួរបោះខ្ញុំសួរថាតើ មូលហេតុដែលគេបំបែកលោកទៅនៅជាមួយគ្រួសារកុមារខ្មែរនេះដោយសារតែនៅក្នុងសហករបស់លោករស់នៅនឹងវាមានកុមារចាមតែលោកម្នាក់ឯងឬក៏កុមារចាមផ្សេងទៀតគេនៅក្នុងសហករមានកុមារចាមផ្សេងទៀតហើយគេប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបាទបាទអរគុណកុមារចាម មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអង្គការកំណត់
mình ở chạm nấu ruộng nấu chung khnhiệt tê tôi bây chỉ miền tràn có cỗ mai chạm nó tai khi bồng bay tận đài tê bữa ấy nó tam kêu ni mui cứ miền ta chạm ta nhom mình nẹt chẳng thâu hay chạm nẹt đặt tay tiết còn mình nẹt chẳng thâu khi ở chung khnhiệt chỉ cầm tê ta xã còn bao lúc miền con cỗ mai phần màn cầm đấy ពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាជាហេតុថាដូចណាសម្ព័ន្ធរបស់របបខ្មែរក្រហមគេរៀបចំថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅគ្រូរបស់ខ្ញុំមាន 3នាក់ហើយកុមារខ្ញុំគឺនៅក្នុងភូមិ 5 សេះនឹងមានតែម្នាក់ខ្ញុំជាកុមារចាមអញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍ 5សេះហ្នឹងគឺកុមារចាមមានតែលោកម្នាក់ទេ ចឹងតែមែនទេបាទខ្ញុំនិយាយចឹងបាទអរគុណមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលថាជាចាមម្នាក់តែកុមារផ្សេងផ្សេងទៀតសិតជាខ្មែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាមូលហេតុដែលនៅក្នុងកងកុមារមានតែលោក ជាចាមកុមារចាមតែម្នាក់ដោយសារក្នុងភូមិនោះគឺមានកុមារចាមតែម្នាក់លោកបើខ្ញុំសង្ខេបចឹងត្រឹមត្រូវដែរទេបាទអរគុណខ្ញុំមិនតន់ទទួលយកបានថាព្រោះកុមារចាមនៅក្នុងសហគមន៍មិនដឹងជានមានប្រមាណភូមិទេក៏ប៉ុន្តែ កុមារចាមមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានត្រង់ចំណុចមួយថាចាមគឺនៅតែម្នាក់ឯងដូចជាគ្រួសារក៏នៅម្នាក់ឯងដូចជាកុមារក៏នៅម្នាក់ឯងដូចនៅកងផ្សេងៗក៏នៅបែកតែឯងដែរគេមិនឲ្យចាមរស់នៅជុំជាក្រុមទេខ្ញុំមិនសួរមិនមែនអត់សួរដល់សហគមន៍ផ្សេងទៀតទេខ្ញុំសួរតែសហគមន៍ត្រាំសេះដែលលោករស់នៅ អញ្ចឹងសហគមន៍ត្រាំសេះនឹងលោកមិញបញ្ជាក់ថាកុមារចាមមានតែលោកម្នាក់ទេដែលហើយក៏បានទៅរស់នៅជាមួយកុមារខ្មែរខ្ញុំអត់បានសួរទៅលើសហគមន៍ផ្សេងទៀតក្រៅពីសហគមន៍ត្រាំសេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើលោកថាបំបីកុមារចាមនឹងអត់ឲ្យនៅជាមួយកុមារចាមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍ត្រាំសេះនេះគឺមានតែចាមកុមារចាមតែលោកម្នាក់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរថា តើអាការដែលលោកមានម្នាក់ឯងនៅក្នុងសហគមន៍កុមារសហគមន៍ត្រាំសេះនេះដោយសារតែកុមារចាមមានតែលោកម្នាក់ឬយ៉ាងណា អរគុណពេលនោះគឺនៅក្នុងកុមារជាមួយខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ tại mình đang chỉ cha miền bắc màn thiệt khi bạn đăng thế, bạn tại khi nhom đăng thạc khi nhom chỉ cha mà này anh. Ta kết một trăm tháng ngày thì đập bom pal khai mê sa chia mà pon buồn rồi chết sập rám, bên nút lục miền dục bom màn à. Học quân khi nhom cả chia mà pon buồn rồi học mùi. ຈັ່ງບັກກິດມາຂ້ອຍອາຍຸ 13-14 ឆ្នាំມັນເລືອກຂວາດເດບາດຕາປີມຸນឆ្នាំ 1975 ລູກບານຮຽນໄດ້ເຕໃຫ້ບໍ່ຮຽນຮຽນດອກຖະຕິປະມານມັນອໍຄຸນເປັນນູ້ຂ້ອຍບານຮຽນຕໍາຖະຫນະ bất thành về ở lâu năm mai ở lâu thanh thì mùi lúc ai chạy ban hai đấy ban chỉ lúc dục đọc buồn chán mấy lúc ruột bà liên ban trầm thạ thì mùi mà bà ọc quân មូលហេតុបានថាខ្ញុំមិនសូវបានរៀនពីព្រោះអីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី 1 កាលពីសម័យនោះការខ្វះខាតសាលារៀនអត់មានអ្នកណាឃ្វាលគោអត់មានអ្នកណា
quill ai mà lại khi em bàn riêng là muốn đi lục bàn thay thà mua hai đại lục vùng miền chấm này đang hậu đào sập ngay đại xa khnông rập bọc cam bịa bịa thập tái vùng bài lục riêng chờ lấy khnông rập bọc muôn rập bọc cam bịa bịa thập tái đái nọ lục mình bàn riêng đại tài lục vô dạng bạch đại lục tài lục mùa hè ấy ban chỉ lục mình bàn riêng đấy hơi ta cả bật bong chậm này đang bỏ lục mùi phnai lục từ tour quality thả mùi phnai cứ việc cả làng môn chăn nằm một con buồn rồi chặt sập ram từ tiệt bạn bạn ốc cún đã khi nhóm mình bàn riêng chăn nằm một con buồn rồi chặt sập cốt mà tour lòng chăn nằm một con buồn rồi chặt sập ram vì pro ấy ca nâng tẹt tông tôi nâng ca sừng kìm bàn khi nhầm bàn riêng muốn đi lục bàn mình chạy thà cua sa rồi bỏ lục trở bàn chấm liền này thay đập bằng palm mesa chăn bằng rơi sáp ram mình chẳng cài bị cua sa lục ta miếng cua sa hôm nay na đến đắk nông phum rồi bỏ lục trở bàn chấm liền đôi khi đại tế bạn Ocun, đã nêu cái bài chích khang khi nhóm mình bên thà chấm liệt đã cua sa khi nhóm thì co pon tai đã cua sa hôm nay đã chấm liệt đã kê chim mù lật than kê chấm liệt tàu đặc nòng phụ khi nhóm đã đài tê tai bảo phụ khi nhóm chấm liệt chạy chèn bị phúm tàu thưa đọc trong pi mê sa chấm miền đây thà ca chấm liệt trên bị phun cầm lại bỏ lốt cứ chấm liệt tiếng khmer tiếng chàm tại chẳng miền đây mà ca chấm liệt trên bị phun miền khmer miền chàm co bàn tay khmer mù lật than khi chấm liệt ai đã đặt nón nhặt đọc cầm pel đối chỉ rút nhóm to hai vị trí chôn đập một tu tàu kia chùm liê có bàn tay chùm liê ai khí ai phụ cót tàu thua phụ lạc cầm hai chùm liê phụ cót mùi phnai tiết chỉ mù lạc than cứ ai tàu thua mê giả hạ co ai tàu thua gần nạ đồng bon ai tàu thua mê con xâm rạp trua tra phụ đập một này anh một đi lục ban một chạy thà cả này ở phục lục cứ ăn cá ban dọc sạch trúc ao quạt hồ phần tai quạt ban và cài chay ăn cá ban prap thà ăn cá miên tai sạch trúc tê bờ mình hốp ăn cá miên ở vai hốp tê chăng kia ban dọc ở phục lục tới sầm lấp đời sa mù là hay đại quạt ban và cài mình hốp sạch trúc nâng tê mình tê ออกคุณปีนุองกาเหมือนบานโยกอดเท่าสำหรับเมนก่อปัญตาองกาบานเทวดาดุนกรรมเหมือนไอ้กอดสลับเหมือนไอ้กอดรูปีนุหายเชี่ยหลุมบาระบกอดสกอมให้ดับปีลกิธาองกาเมียนใส่จุบยอมไอ้กอดหกกอดหกปีนุไอ้องกาเทวบาปกอดไอ้กอดรูก่อปัญตารูแตงเวตินีรอมรูตมรอมสลับการสำลับนี่จะได้เตะก็มันตายมวยสำลับยูตุกอายุบันสลับเนี่ยย้ำจ้องบัญเจจำนวนในโลกธาลูกบานคืนมีสะสอบครูซามุสลิมมวยได้รู้ในจิตเตะระบบโลกในเวียสไรจิตตัวตัวสลายจังคุณให้ลูกมันกับบ้านประเจธาเมียนกมาเซนติดบ้านปรับลูกธาครูซานี่ให้จีครูซาได้จ้ำได้รวมในจิตใจลูก
អញ្ចឹងតែពេលដែលលោកឃើញសាកសពនោះពេលហ្នឹងតើលោកដឹងថាជាគ្រួសារចាមហ្នឹងឬក៏លោកដឹងដោយសារកុមារផ្សេងបានប្រាប់លោកបាទអរគុណខ្ញុំដឹងមិនមែនដោយសារកុមារប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់តែការសម្លាប់រួចហើយព្រមទាំងកុមារមួយទៀតមកប្រាប់ខ្ញុំថាតែចាមហ្នឹងគេយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងឯងហើយឃើញអត់បាទប៉ុណ្ណឹងពេលដែលលោកឃើញហ្នឹងតើសាកសពហ្នឹងហើមរលួយហើយឬក៏មិនទាន់ទេអរគុណពេលនោះសាកសពអស់ពីហើមហើយរៀងស្វិតបន្តិចទៀតបន្តិចហើយអាចយើងស្គាល់ចំណាំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដែលនៅក្បែរគ្នាដូចជាសារ៉ុងដូចជាស្អីស្អីអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមតើណាគាត់ស្ពាយរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយឯកសណ្ឋាននឹងខ្ញុំអាចស្គាល់ខ្ញុំអាចសម្គាល់បានតើឯកសណ្ឋាននឹងឯកសារឯកសណ្ឋានដែលជាប់នៅលើខ្លួនគាត់ឯគាត់ស្លៀកពាក់ជាប់នៅលើខ្លួនឬមួយឯកសណ្ឋានដែលនៅផ្សេងពីកន្លែងសាកសពទី1ឯកសណ្ឋានដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនទី2អនុសាកសពនឹងឃើញសារ៉ុងឃើញអីថែមទៀតហើយនឹងកតបផ្សោដូចខ្ញុំពាក់នេះឯងហើយនឹងអាវអំពងវែងប្រពន្ធគាត់អីនោះហ្នឹងដូចជាសត្រីដូចជាកសែងដូចជាអីបាទពេលនោះតើលោកចាំបានទេនៅក្នុងដែលលោកឃើញហ្នឹងក្នុងខែណាឆ្នាំណាដែរបាទសំទោសខ្ញុំដូចចាំមិនបានច្បាស់ទេលោកព្រានលោកឃើញនោះឃើញក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងប្រហែលខែដែរតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកអរគុណខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនចាំខែទេហើយខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃទេគឺខ្ញុំឃើញពួកគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1975អញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់លោកជនជាតិចាមយើងគេនៅឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដែរឬបានជាលោកឃើញសាកសពមានសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបាទអរគុណមិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីទេតែខ្ញុំចំណាំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដែលនៅជាចិត្តគ្នាហើយអាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនេះខ្ញុំឃើញដែលប្រវាច់គាត់រត់រាយទេមិញលោកបញ្ជាក់មុននឹងតិចថានៅលើសាកសពមានពាក់កតបហើយនឹងមានស្លៀកសារ៉ុងប្រពៃណីហើយមានកមារុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ថាតើអ្នកដែលស្លាប់នោះគាត់នៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឬក៏មិនមែនពួកហើយឥឡូវលោកថាអត់ទេឃើញនៅចិត្តនឹងវិញអញ្ចឹងតើសម្ដីមួយណាដែលត្រឹមត្រូវលោកអរគុណខ្ញុំមិញភ្លេចបញ្ជាក់ដែលពេលគាត់ស្លាប់អាចសន្តានខោអាវរបស់គាត់គឺខ្ញុំចំណាំតែអារឿងសំលៀកបំពាក់ជាសាសនាដែលនៅក្នុងកវិចនៅក្បែរនោះទេបាទមិនមែនគាត់ស្លៀកបំពាក់ជាឯកសណ្ឋានទេបាទអញ្ចឹងលោកឆ្លើយមុនហ្នឹងតើដែលថាឃើញគាត់ពាក់កតបពាក់អីហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើលោកទឹមឆ្លើយឲ្យមុនហ្នឹងឥឡូវលោកដូរចំហវិញតើលោកអាចបញ្ជាក់មូលហេតុបានទេបាទអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែថាមិនបានបញ្ជាក់ខ្ញុំបើថានិយាយដូចរឿងលឿនបន្តិចពេលដែលខ្ញុំចំណាំឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គាត់ស្លៀកពាក់ជាខោអាវធម្មតាទេដែលគេយកគាត់ទៅសម្លាប់
hay pê là bông vách khó ao chỉ có tập chỉ ao vùng ven chỉ có sàn ấy cứ phụ quạt màn dò chọp tao chỉ mùi khá luôn hay đọt pê kê xâm lạp phụ quạt lọ bò nâng nâu nâng chỉ phó tàng Khiêm trong bật chạy mối tiết lúc muốn đi của lúc bàn thay anh thà lúc bàn khơi cầm chun Muslim ở cầm tại bàn sầm lạp nơi tuôn sài chẳng lúc thà mua lại đây lúc kết thà quạt chỉ cầm Muslim đại xa khơi sầm liệm bằng pẹt nâng nơi rìa bài nơi nóng cứ sầm liệm pẹt đại miên chia sầm liệm pẹt sầm qua chia chun chia chạm hai lúc có bàn bật chạy thà tua lúc cứ cái lại sầm lạp mà nô chẳng khi trong bà chạy lúc ở chỗ ba thập ngay để lúc khuyên kê sầm lạp nó về nó ta chỉ chun chiet khmai rồi có chỉ chun chiet chám rồi có chỉ chun chiet khmai li chun chiet chám hai ca để sầm liệp bấm pẹt để lúc khuyên nhà rọi riêng nơi tí nút chia sầm liệp bấm pẹt để lúc khuyên cái đo tranh pi chun đồng cua sầm lạp về nó toát rồi mới có chia sầm liệp pẹt để lúc khuyên nơi tí nút hai sạp hai bạn ạ con pel nu khnyom kran tae dang tha chia chun chiet cham ma krom da ke trou yo tae samlap nang nong prey tuol slai nang khnyom mun ban tae cho mue da chbas te ban chang kran tae chia samkol muoy da chia robos robos rat ari ning te hat ay ban chea lok kit lúc chạy thả rô bò rọt rí chia rô bò để chun rong cua để kê cầm bông tại lúc khuyên kê sầm lạp nóng hai đi bàn chì lúc kết thả chia rô bò quạt rô tì nốt cứ miên ca sầm lạp vì môn màu hài bạn sầm ọc cún bê lưu bàn chì khí nhầm tha phụ cọt bị pru ấy thằng ngày nu thằng ngày mình mến chi cọt kì do tờ sầm lạp còi kì tề bị pru tua sài ní cứ kì do cọt do tờ sầm lạp chăn năm chặt sập pram chăng cứ miên cọt tàu mồn kề ăn miên kề tàu mồn cọt tề chăng ban khi nhóm hiền thưa ca sanh than tha rập bò ní cứ chia rập bò Islam Nhóm trong bật chạy lúc mùi tiết tai lúc chọp nơi nông môn tì trai cao lắng và màn khai đấy Ở cùn Nhóm chọp môn tì trai cao trong sân năm mà bọn bầm buồn rồi chất sập bầm bầm ដើមឆ្នាំ1978អញ្ចឹងលោកជាប់ពីចុងឆ្នាំ1977រហូតដល់ដើមឆ្នាំ1978មានន័យអញ្ចឹងឯងក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទលោកជាប់នៅទីនោះដោយសារមូលហេតុអីដែរអរគុណខ្ញុំបានគេចោតប្រកាន់ពួកឆ្លបបានចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយក្បត់នឹងអង្គការចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំលួចស្រូវរបស់អង្គការចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំខ្មាំងទើបបានគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកហើយគេដោះលែងលោកនៅដើមឆ្នាំ1978គេដោះលែងគេប្រាប់លោកថាម៉េចដែរបានគេដោះលែងលោកអរគុណលោកប្រធាន
Khnyom ot mien na doh leng te tae khnyom mon chang nige. Ta chnam 1979 ke vai baich ban khnyom trâu puok pichea chun doich khnie mo kat khnoh oy te ban. Mun ni luk ban chlai tha luk chuap nei mntii trach krau lang pi chong chnam 1977 dol dam chnam 1978. แต่เลยลูกทาดอลกราวทนายดับทนายตีมปลแมกราจัดบ้วนบานลูกเตยรวยคลวนจังลูกไปเจาะเมื่ออันนี้เหตุการณ์ยังไม่ได้เอาคนลูกประเทศขยมจังไปเจาะลูกประเทศท่าเกี่ยวกับประกันขยมน้อยจังชนะเอาจังชนะบอลบนโดยจัดสรรปมปลเกี่ยวขยมตัวดะกุกในชั้นนำมาปอนผมบุญโดยจัดสรรผมใบเราโหดได้ชั้นนำปอนบุญโดยจัดสรรผมบุญได้ขยมใจครูนไอ้มาขยมจบกุ๊กเจียงมาชั้นนำขยมสมอนญาตไอกระซาตมรุงใบบอดระบบดำดังรถปั่นนี้ใบบอดปอนเมียนปีจนรองครูนั่งไอกระซาได้ได้มาภายปีชั่วดับจัดสรรผมใบตุ่มปัวตีพรำมีแต่เพียสาขมายคือลูกบานชลายทาในคายดับเนียเปิลสรจันสลาบไซชนามาปวนบุมรอยจัดสับปมใบในสะกอตรังในภูมิตรังคุมมีตักสรกบาการคายปูซัดขยมบานคืนเกบดสรแต่ขยมปุ่มบานเรียกาเอาเกชโลบานจับเนี่ยบดสรยกตะบัดให้ขยมเตยชโลชมูเอื้องจับดาวเจ้าทาเหมือนเรียกาจูนองกาหายชโลกชุมพูดบานจับบรรจุขยมดักมันตีตรากราวจังทรงลูกประเจ้าเมื่อวันผัวตามเอาไว้ในลูกบานบ่มปิงใบบอดม้าคือขายดับชนามจัดสับผมใบหายกาบานคือจับลูกหายมูลหายเป็นดาซาลูกลุยเกติดาซาลูกเหมือนบานเรียกาคืนเกลุยบูสไรเหมือนบานเรียกาจังจำลายตั้งปีนักข้อขณีแต่ลูกโยทำไม่ได้ไหมบาทออกคนยมสมบัญเชียมาดองเตียนเปลนุขยมกับปุงแต่ทเวกายมทเวกายมทเวยมทากิจับขยมจองชนะมาปอนบนเรจัดสับผมเปิลคือขายดอกปลุกไอขยมจำบานท่าขายสระตุ้มสลับเซ็กคือขายดอกจังเปลนุขยมบานเคยกิลุยบทสระเมนให้ขยมก็มันเฮียนเรียกาได้เพราะไอ้ขยมกับปงแต่เธอกาจูรอเปลนู่กีตามนานขยมตั้งพิสมามานสมามานขยมมันดังเตเปลนู่ขมายก็หอมจอดประกันปู่ขยมท่าปู่ขยมขบขัดหนังขมังให้ขบดหนังองกาจัดตั้งบานเคยขมังโบสเราอัดบานเรียกาได้ทราบไปเรียกให้ขยมส้มมันเจาะสนัวมวยจองร้อยขนมจุ่มน้ำสมาชิกบองโอนบังการบอลูกมีนประมาณเนี่ยได้อคุณบองโอนบังการบอลขยมมีนบุญเนี่ยในขนมระบบการปจีปจีทับไตนู้เนี่ยเตียงบุ้นกวาดในรั้วหรือกวาดไตรสลับอกุลกวาดในรั้วสลับแต่ปุกตาดับในโลกอนาคตนจำลายบอลโลกทาสมาชิกครูซาดับผมเปล่าเนี่ยรวมมีนทลายมีนไอสรบนั้นตาเพื่อจะได้กดสลับได้ซาจุ่มงื้อสลับได้ซาอัดอาหารก็สลับได้ซามูลฮัดเอฟเซนขนมอมวงดับผมเปล่าเนี่ยมีนเนี่ยคลากดสลับได้อดอาหารเมียนเนี่ยคลา
quật sập đại sa chủng ngư cồn chành miền nẹt kha trời sầm lạp đòi về ra làm bẩn bà đại sa pê về lý ở nhóm bà ở côn lục đam đang gặp bạn lý ở côn lục tiền bà ở côn chỉ bắt đầu từ nay ông biết bao nhiêu cái chuyện từ cầm thà lục sầm បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំរាបខ្ញុំបាទគុំសមុនតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរតែមួយទេតទៅទៅនឹងទីតាំងដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំលោកបានបញ្ជាក់តាមសំណួរដើមជាពិសេសក៏មាននៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដេចចម្លើយរបស់លោកមុនដែលដូចជាពាក្យតាមឃ្លួនជាដើមដឹករត់ពេលនេះរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅមន្ទីរសន្តិសុខត្រាច់ក្រោលលោកអាចបញ្ជាក់ពីទីតាំងជាក់លាក់បានទេថាស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរបាទអរគុណកន្លែងមន្ទីរត្រាច់ក្រោលពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាជាឃុំអវ័យជាអីអវ័យទេព្រោះមន្ទីរត្រាច់ក្រោលគឺជាវត្តហើយខ្ញុំចាំថាទីតាំងច្បាស់គឺស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកដឹងថាវាជាមន្ទីរសន្តិសុខលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអរគុណពីព្រោះកន្លែងនឹងមានកន្លែងគេយាមកាមតឹងតែងណាស់ហើយកន្លែងនឹងគឺកន្លែងឃុំឃាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាទីតាំងបន្ទីសន្តិសុខត្រាច់ក្រោលនេះមាននៅក្នុងដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដែរទេបាទអរគុណខ្ញុំបានដឹងបាទអរគុណខ្ញុំសូមជួយបន្តិចបាទមកចុះជួយសូមគោរពលោកប្រធានអំបញ្ញមិញលោកមេធាវីកុងសំអនបានសួរថាមន្ត្រីសន្តិសុខត្រាច់ក្រោលនេះមានស្ថិតនៅក្នុងដីការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេខ្ញុំគិតថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះមិនអាចដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃដីការចាត់ពីវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះសំណួរនេះមិនគួរសួរទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបដោយខ្លីលោកប្រធានដោយសារដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺជាភាគីម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដូច្នេះការតាំងសំណួរនេះវាសមស្របបំផុតហើយពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដូច្នេះបើថារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនឬអត់នោះមិនដឹងអានេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានពិចារណាចុះបាទសូមអរគុណណាសំណួរនេះអាចចូលបានបាទតែតែជំទាស់ហើយដើមដឹករំនេះអាចឆ្លើយតបមួយសំណួរបើសិនជាលោកយល់ដឹងហើយបើមិនយល់ដឹងទេគឺលោកឆ្លើយតាមដំណើររឿងណាបាទអរគុណខ្ញុំអត់បានដឹងដែរខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវបើខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកថានៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់សហជាក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសំណុំរឿង002នេះมันមានចែងអំពីមន្ទីរសន្តិសុខត្រាច់ក្រោលនេះទេតើលោកមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់ខាងក្រុមយើងអរគុណពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងក៏គាត់
ตตัวสกอลทามันตีไตรกราปีสมัยระบอบไมโครฮอมได้บ้านขยมอันมีประกรรมไอเตก็บันเตเบียนสาไซเบียนกันไลน์ให้สามบ้านบางขยมจำเรียบจูนโลกมนนี้นั่นคือมันเหม็นเตะตรงแต่นังกาปฏิเสธจำพวกสักยกรรมระบอบโลกแต่ทามันตีไตรกราลที่มันตีสันสกเตก็ปัจจัยขยมจองบัญชีจุนโลกธามันตีไตรกราวนี้มันทัดในขนมวิสาลพิบในสำนอมเรื่องโซนโซนปีนี่แต่มาดองหายปีพรุ่งวิอัดเมียนในขนมเดกาบัญชูนเรื่องต่อจุนลุงจุนเรียระบอบสหจักรรมเสื่อมเกิดในสำนอมเรื่องนี้จังขยมจองไอโลกบัญชีปีปีพอลปะปอระบอบโลกได้ขยมเมื่อปีนัดเคยทาวิ่งมันจอบเตะตรงตอนนั้นสักเรื่องระบบโลกในการตั้งครูนจะดำดังรัฐบาลนี้ได้ทัดในขนมดำกิฮาวทามันตีสนุสสกตรายกล่าวนี้ลูกมีปฏิกรรมไอเต้อนุชิกาพลอยฉบับได้เวียซีจิมรือมันอาจจะก็ไปทัวร์ดิฉันเอาตีบรรลุช่องจิมโต้จิมโต้ตั้งไปดำตีในสมนูนังจำเลยใส่ใจเรียบร้อยมาที่ตกสาวไปทีนี้ระบบดาวมันดังรับประวันในรูปนี้ดาวมันดังรับประวันนี้กรุบตีกันไล่จังอ้อได้บานดาบีประดังให้บานตัวสกอได้ท่าจะกรอมเสริมเกยโดยเฮยนุคือกำหนดท่าเชิดดาวมันดังรับประวันนี้ในครองเรือกระไดนี้อาจสัวบานปัญหาที่ปีจิปัวองให้ดำเนินการเปรียบฟ้อนคือสัวนำไปเตียงพระตัวอัมพีการอนุวัตกู้ในอยู่บ่ายตูตืออัมพีการประพฤติระบบกัมพูชีไปยึดทวีปไต้จมพูจุนจิตจามเชฟิเซ่ได้เปรียบพ้อนจมวยนั้งกุญยูบ่ายตูเตอร์บนนอกนี่คือองค์เฮดได้องค์จมเรียบานสดับสดายตกเสาไปตอนนี้นั้งสดับอมปีกาพระราชไข่กาเมื่อจมนวลเปรียบพ้อนนั้งกาสัวผิดดอยเพื่อกี้สหปริญญาร้องอันตรายชีดโดยฉะนั้นมันเป็นจิตกตาปกเกจในภาษาดามนักเรียนนี้น้องกายชลอยตอบนั้งสำนวนโลกใบมิติบ่าสมองก็ลุกเทียนจมออกสำนวนบ่าไอ้ชิจงคร้อยนี่ยังไม่เจอลูกดาวมาดังรอบนี้มาเปื้อยังมาตัวปอนเมียนมุ้ยท่าลูกเมียนบ่มน้องตั้งสมนัวตือจะปูชนจบเจ้าบัสนบ่ลูกเมียนบ่มน้องลูกไอ้เถื่อบ้านนึกจากได้ทลายเรียบรอบจงคร้อยให้นังกาตั้งสมนัวนี่ไอ้กาตั้งสมนัวลูกเตาปรองประยัดกอบใบเถื่อสมนัวนึงตามระยะยื่งประเทียนองจุนจมเรียลูกมันอ่านเถื่อกาตั้งสมนัวตอลแต่จุนจับเจ้าบานที่องจมเรียอันยัดประสันจะลูกเมียนบ่มน้องเถื่อดิฉันเนี่ยตอนเนี่ยสมกรุบลูกประเทียนขยมเบียนสมนัวปีขยมจองสัวจุนจอบจอดตาโดยมัดได้ตาเถื่อโดยมัดได้บานจีเกเถื่อบาปจุนบานจีจุนจอบจอดเถื่อบาปจุนจีดจามเลยให้มูลหัดเอาไว้บานจีกอดบัดศาสนาบานออกคุณบ่าอกุนไอ้องจำเรียกสมจำเรียบลูกมาเปิดท่าตามอัตปัญญาในวิธีนมาเพย์มุยมุยจำนวนเขาในวิธีนใจขนมระบอองจำเรียกวิตามันขนมตลาการกัมพูชีใจถ้าในกรุ๊ปดำเนินการถึงอ๋อในการดำเนินการในเตวิธีองจำเรียกเตรียมปรับองปีศิษย์ในเงียบเหมือนลอยตบเตือนนังสำนัวดอจุนจับเจ้าหายในขนมสามนาคาการเป็นทางไอที่ผมใบใครเมื่อกราชนำปีปอนด์ดับพรำบรรทบีองจมเรียสู้หายสะใจบานจนจับเจ้าตั้งปีเนี่ยบานชลอยบัญเชียปีกาได้ปุกกวดสมระสาสิทธิ์ในเงียบมันชลอยโตเป็นนังสมนูสามนาการในปีนู้องจมเรียบานกับน็อตสมกวลทาจนจับเจ้าตั้งปีเนี่ยในแต่เรศาจมโฮระบักลุ่นบรรทออันวัดทิศในเงียบมันชลอยโตประดายเลือกเลยแต่นังระหดดอกปีหน้าได้องจมเรียกลาตะบงบานตะตูลปรมียนเจริญฉบับเซย์ปีจุนจบเจ้าหรือปีตะหะมิจวีกาปีกระไดจุนจบเจ้าในขนมสามนาคาทั้งไงนู่องจมเรียกกบานกับน็อตเอาจุนจบเจ้าหนึ่งหรือสหมิจวีกาปีกระไดจุนจบเจ้าเตรียมเมียนกาตะตูขดเตรียมขนมกาจุนดมหนึ่ง
មកអង្គជំរះឲ្យបានតន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើជួនជប់ចោតសម្រេចចិត្តលះបង់សិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបហើយយល់ព្រមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដោយអង្គជំរះឬដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់ការមួយដំណាក់ការណាមួយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហូតមកដល់ពេលនេះអង្គជំរះនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ជួនជប់ចោតទាំងពីរនាក់ ពីការសម្រេចលះបងសិទ្ធក្នុងការនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបមកជាការយល់ព្រមឆ្លើយតបនិងសំណួរនៅឡើយទេសូមលោកជ្រាបហើយអង្គជំរះមិនអាចបង្ខំឲ្យជួនជប់ចោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទីដល់រាមណាគាត់មិនយល់ព្រមឆ្លើយតបគាត់រសាសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបគឺច្បាប់មិនមានចែងអំពីសិទ្ធអំណាចរបស់អង្គជំរះបង្ខំឲ្យបុគ្គល ជួនជប់ចោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទីនេះនៅក្នុងកិច្ចនីតិវិធីព្រមត្តនបាទអង្គជំរះសូមអរគុណលោកម៉ៅពៅសាមណការស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកនឹងថ្លែងថ្លៃរៀបរាប់ទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាស្ថានកម្មក្នុងឋានៈលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋនេះដែលលោកអះអាងថាបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសហគមន៍លោក នឹងអាចរួមវិភាកទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់លោកឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អទទួលជួបតែសំណាងល្អបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយលោកអាចសម្រាកបានហើយហើយអង្គជំរះ អរគុណលោកលឹមប៊ុនហួរបុគ្គលិកអង្គការ TPO ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់អង្គជំរះសម្រួលដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់ការស្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាស្ថានកម្មដល់ម្ដងរដ្ឋរនីមកពៅក្នុងរយៈពេល1ព្រឹកនេះហើយអង្គជំរះក៏សូមបញ្ជាក់ថែមដែរថាលោកលឹមប៊ុនហួរបុគ្គលិកអង្គការ TPO នៅរុស្ស៊ីនេះដែរហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគំពារសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញជូនលោកម៉ៅពៅវិលកាន់វិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ស្រីថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវេទនានិងផ្ទះសកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋរនីដែលមានឋានៈនាម PTCCP 263សូមភាគីជ្រាបហើយ ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយអង្គបេះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញជួយវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង6កន្លះសម្រាប់ចុះ